Sao mấy đứa kia, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay cửa hàng livestream với mọi người đấy. Đầu năm mới cửa hàng có bớt nhiều lộc lá cho mọi người nhé. Mọi người đến cửa hàng xem xe giúp mình nha. Tất cả các con xe cửa hàng đều có bớt lộc. Chào Ninh Phạm nha. Xe SH cửa hàng có rất nhiều cho mọi người tham khảo. Các dòng xe đời 2013 đến 2021 cửa hàng đều có nhé. Chị từ 50 triệu 900 là đã có xe SH rồi mọi người ơi. Cửa hàng cũng có đủ các dòng xe ga cho mọi người nhé. Hôm nay cửa hàng live bên xe ga. Và ngày mai cửa hàng sẽ live bên xe số cho mọi người tham khảo các dòng xe nào nhé. Ngô Đình Tài ơi, AB150 phanh ABS, cửa hàng đang có xe mới là giá từ 52 triệu 500, đời 2021 xe mới bạn nhé. Bạn cứ đến cửa hàng tham khảo giúp mình nha. Bạn nhắn tin địa chỉ cụ thể để cửa hàng báo giá đó sang tên cho mình nha. Chào Dũng Vương, chào Việt Lê nha. Cửa hàng có con xe Vario đời 2021 chạy có 800 cây, đăng ký từ tháng 11/2021 nhé. Xe rất đẹp luôn. Dũng Vương ơi, cửa hàng có mua xe chạy nước nha. Bạn có nhu cầu bán xe hoặc là mua xe cứ mang xe đến trực tiếp cửa hàng tại 237 Ngô Quyền nhé. Chào tất cả mọi người nha. AB cửa hàng có rất nhiều, các bạn đời 150 ABS này. Màu đen, màu lông chuột cũng có mọi người nhé. Đen nhám đời 2019-2018 cửa hàng có nha. SHMO cửa hàng đang có giá trị từ 40 triệu 800 là có xe mọi người nhé. Đủ các đời. Từ đời 2016 cho mọi người tham khảo nha. Đây, cửa hàng đang có hai con 163 đời 2020 và 2019. Đây, 2020 xe rất đẹp luôn mọi người nhé. Phanh ABS nha. SH trắng, SH đỏ, SH đen nhám cửa hàng đều có cho mọi người tham khảo nha. Chào Nguyễn Hữu Tùng, chào Thạch Anh, chào Tú Hồ nha. Chào Toàn Nguyễn nha. Cửa hàng có tất cả các dòng xe mới cũng như xe cũ. Mọi người muốn tham khảo dòng xe nào cứ lên cửa hàng giúp mình nhé. Hoặc là ebook trực tiếp cho fanpage, hoặc để lại comment ở đây, cửa hàng sẽ ebook cho mình nha. Tất cả các xe của cửa hàng đều có hỗ trợ trả góp và sang tên chính chủ cho mọi người nhé. Cửa hàng bảo hành với mọi người là về xe mới sẽ 3 năm hoặc 30.000 km. Về xe cũ bảo hành nguyên, máy zin, không tai nạn, đâm đụng, ngập nước mọi người nhé. Cửa hàng đang có xe Vision cũ giá trị từ 24 triệu 800 là có xe mọi người ơi. Xe mới cũng chỉ từ 30 triệu 500 cho mọi người nhé. Mọi người nhắn tin trực tiếp vào fanpage hoặc là có thể comment trên đây giúp mình nha. Cửa hàng sẽ trả lời
và tư vấn trực tiếp cho mình luôn. SH ở SH Đen Nhám, cửa hàng có rất nhiều nha. Ôi Thế Bụi ơi, Winner V2 bạn thể thao. Cửa hàng đang có một con Winner à, con cửa hàng đang không có con Winner V2 là bạn ơi. Tí nữa cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình để tham khảo con Winner cửa hàng đang có bạn nhé. Chào Trang Nguyễn, chào Toàn Nguyễn nha. SH trắng cửa hàng có rất nhiều luôn. Cửa hàng đang có hai con Vespa đỏ cách đời 2014 là 2014 nhé, giá trị từ 25.800.000. Chào Toàn Râu nha. Ôi năm mới kính cửa hàng xe máy Đức Kiên xin kính chúc quý khách hàng đang xem livestream của cửa hàng cũng như là đã và ủng hộ cửa hàng nhé. Một năm mới an khang thịnh vượng nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của cửa hàng nhé. Xin chào và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người trong lần livestream lần sau nhé. Mọi người ơi, mọi người muốn tham khảo xe trực tiếp thì hãy đến với cửa hàng xe máy Đức Kiên tại 237, 238, 208 chính Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nha. Chào tất cả mọi người nha.